ngồi xe sao ông không con không ông muộn chướng đời vậy đó, bởi không biết tôi mới chướng đời ra tôi làm việc à. Rồi ngồi xe rồi bắt hát ông sùm rồi rồi cái nhà người ta là có nít được cái ta cầm lên cho mà coi. Tôi nói nó chướng lắm cô ơi, là trên đời này cứ có những con người, tôi thấy có những con người nó chướng đời, nó dị hợm lắm. Tôi nói là nhiều khi, tôi nói là nhiều khi khuya con để sợ cái nhà mất việc gì có cái nhà ông ở đây, bởi vì nữa tôi nói nếu ông ở đây thôi đâu là sẽ đi đâu đi đi. Thế trên đời này có những con người nó dị hợm, nó không giống ai. Thế 12 á, bởi vì nó cuộc đời mới vậy đó. Mà nhà bên kia người ta có con nít, con nít tôi lo mà nó bắn theo mùa nội, nó bắn bị cái sư tá xịt này bắn tự do mà không biết gì, bởi vì cái nên á sao trên đời là có những người tôi gọi là dị hợm á mười nó đã tết giờ đó mà ra bắt hát xong ngoài xe nè, trời ơi là trời, thì có tức tức chết được tức thôi cũng thôi. Đó là tôi hỏi nhiều khi nghĩ tới Đức Thế Tôn hồi xưa không vậy? Nói mình chịu nổi ai chịu nổi. Hồi đó Thế Tôn có mấy ông quậy quá đó. Là mấy ông thầy đâu có chịu. Mấy vị thánh tăng mình không nói gì, còn mấy vị mà đang tu mà nửa thánh nửa phàm đâu có chịu mà lộn xộn ta muốn thanh tịnh. Thưa Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn phải giải quyết cái chuyện này. Đức Phật nói giờ cái ông con chút vậy mấy ông chịu không nổi rồi, để mấy ông ra ngoài ngoài tràn tộc rồi bóng vậy ai chịu nổi. Và bây giờ thôi mình cũng cố gắng mình xét cho cùng, nếu mình không dám mình chị thì ông đi chỗ khác thì cũng tới người khác phải chị. Người ta không đủ can đảm để chịu. Nhưng mà rồi mình chịu thì có khi ỷ lại là giống như mình mắc nợ mắc nặng gì vậy đó. Chứ còn tôi nói thiệt cô, tôi đã là cái người mà tôi nói thành thật đó, là tôi bây giờ là tôi coi như là tôi cười cái chuyện gì tôi cũng cười hết á. Mà cái gì nó cũng có mức độ vừa phải thôi chứ trời đất ơi. Nghĩ xây cái phòng đó, bây giờ hôm qua tôi nói đó, qua tôi nói cô nghe đó. 6.000 đồng bạc, cái tính là 5.000. 5.000 giờ tháng lấy 200, tiền nào cho đủ 5.000. Mà chưa tính kể cả điện nước nha, chưa tính cả hồi đó thở tiền làm còn tiền ăn tiền uống nữa. Thế chứ rồi cũng mang tiếng rồi cho thuê phòng rồi coi. Tôi nói thí dụ như cái người mà trời đã sanh ra con người mà biết chuyện á, thì cái chuyện gì cũng biết chuyện hết á, cô để ý nha. Mà con người mà không biết chuyện rồi giờ có trẻ cái đầu họ cũng vậy à, sai cái não cũng vậy à. Mà thôi mình không chịu ai chịu. Tôi mắc nổi dịch tôi lên trên lầu và tôi cái mùi hôi trong xe nó bay lên trên lầu tôi nói chứ. Xe thì toàn là rác không, mà không phải đậu trong vậy mới chịu. Nói mà cái chỗ đi đâu thuê nhà ta là cái chỗ đậu xe là ta cũng phiền rồi. Vì người ta làm phần xe mới, người ta sợ trời sợ xước, cũng sợ trời xước cái gì nữa không. Mà nói không bao giờ cũng chịu nói hấp đâu đó trên đầu người ta không à. Đây là một cái cơ hội mà tôi không Phật tử được cái buồn tôi chứ thiệt cho tôi coi như là tôi nghĩ là tôi cũng gây cái nhân quả, gây cái nhân kêu bằng chửi bới người ta nhiều cho nên tôi chấp nhận tôi lâu về đặng cho tôi trả nó. Ủa tôi đứng là tôi la nghe không? Ủa con không nghe tôi la hả? Tôi nói lào tôi la xuống cái giờ này để cho nít nó ngủ cái xe ông đậu là ngay cái cửa sổ nhà người ta đó. Đúng rồi hay gì đó. Tôi đứng cái nào tôi mới nghe đó chứ. Tôi mở cửa sổ tôi mới nghe. Thế áo này nó muốn ăn phải cái đồ kẹp. Bú cái kìm nó thiếu gì, chứ ăn là thế nào tôi bị gãy răng rồi. Dạ, thì ăn biết được gãy răng, cái còn tai hại gì nữa. Còn cách ở từ đây
cho nó the khen, mà thầy muốn nước mắm thì được, nó ra nhé. Hồi tôi ăn lát mà. Dạ. Mà từ hôm giờ thầy không ăn. Từ hôm giờ không ăn thì thầy ý là tránh nó ra một chút á. Chứ sợ là ăn tôi sợ nó nóng. Ăn cũng được nhưng mà thầy tránh nó ra. Tại vì từ hôm giờ đâu có ăn như mấy lần lúc trước. Để Đức Phật thấy không có người nào mà bằng cùng nghèo hèn, thấp kém. Chỉ có mình tạo cho mình bằng cùng nghèo hèn, thấp kém thôi. Nó làm chướng đời khác người, khác thứ hại nó mới chịu. Quan trọng là cái nhà bên kia thôi. Đó. Là bên nào? Đúng là nhà kia ta có con nít á, người ta thù quá rồi mốt ta canh, ví dụ như nói ra không phải mình nói ác, bởi vì ta nói không được, con người bất đồng. Không, mình sống theo kiểu Mỹ đi, không ai mời một ai hết á, biết quen. Thí dụ như ngộ cái người mà có cái phước lành, mà cô thấy không, người ta mà không, mình không ăn ta cũng dâng tới miệng mình nè. Còn người mà giống như kém cái phước rồi đó, muốn người ta mời em đáng người ta không mời, cái gian như đó. Mà bây giờ mình biết quen đi, thôi mình tập theo sống theo kiểu Mỹ đi cô, mình ở Mỹ sống theo kiểu Mỹ. Cha con anh em trong nhà ăn muốn mời nữa nha. Ví dụ như nấu làm vậy đó, ai muốn ăn ăn nghĩa là nhưng mà nay là ví dụ nhưng mà người ta đây là người ta đây ăn cái nồi ngồi có hướng, ví dụ ăn bình thường hồi chưa được ăn bì hả, ăn nhạt hả, chưa được ăn bì cua chưa được. Nay cho ăn từ từ lại đi, đâu lỡ ăn ngại không, ăn gạo lứt không, ví dụ ăn cái nồi ngồi có hướng. Ví dụ như bây giờ bữa nay là cô là cái người trong gia đình, cô là người nội trợ trong gia đình, thì cô nấu dù gia đình bốn phần ăn thì mình ăn nó dòm nước dòm sao. Nhưng mà mình ăn cái mình không có, mình ăn cái mình coi mình ăn tuần phù ăn chút là được rồi, ăn chút thôi được rồi, không phải ăn tuần phù mình thấy cái gì món gì ngon múc hết rồi người sao không có, nó hơn qua chỗ trí thức cái chỗ đó nữa. Chứ không phải là đấy, là mình ăn trước ăn sau rồi cái mình ăn hết tàn thác hết, không để cho người sao ta ăn. Mình dòm, ví dụ như bây giờ mình về mình dòm trong cái nhà mình mấy người, ví dụ nhà mới có ba nhà bốn người mà ba người rồi ta ngồi ta thảnh thơi rồi thì biết còn mình ăn sao cũng được. Nếu mà nhà mới có người một có mình về trước thì mình ăn phải, bởi cho nên nó cũng hay hết cô. Bởi vì tôi nghĩ sống cuộc đời nhiều khi tại sao tôi nhắc vài làm người cho nó xong thì hãy nói làm gì làm, thấy không? Thế nhiều khi làm người, mà làm người thì có học ăn, học nói, học gối, học mở, bốn cái gì mình hồi thời mình đi học là có cái câu đó rồi, thấy không? Nhiều đó xong không xong
làm gì khác. Như tôi thấy tôi về thấy cô tụng kinh tôi cũng đi nhẹ nhàng, cái đâu đi rầm rầm. Dẫu rằng mình lớn hay mình gì mình cũng biết là làm gì dưới này cũng đóng cửa là làm nhẹ nhàng, đâu có làm rầm rầm. Tại tôi nói thật sao tôi kỹ lưỡng bao nhiêu thì tôi gặp toàn là cái thứ gì đâu. Nhưng mà thôi kệ, cứ việc cắn răng mà cười đi rồi từ từ hết à. Hãy chấp nhận trả thôi. Giờ không ráng phải ráng thì sao không vậy? Cậu đất này cậu đất Ấn Độ à? Dạ, Ấn Độ là cậu đất của mình là tốt lắm. Hôm nay Phật tử cho ăn cơm mà ăn con gạo lứt à. Mười mấy ngày qua thì ăn rau không. Hôm nay ăn lại từ từ. Không giảm có gì, giảm được con chút xíu à. Nói thì nói lại không? Ăn vậy là phải những người rảnh rỗi à. Nói cho đi làm chết mờ thôi ơi, nó cũng đói thấy mờ lắm. Nhiều rảnh rỗi á thì mình ngồi đó mình nhơi, mình nhơi làm sao cũng được. Bởi trên đây nhà em đi làm gọi là làm cực thấy mẹ mà cho ăn kiểu đó ra nội thì cũng vừa phải thôi chứ. Kiểu như ông mấy ông thầy ông giảng nói ông ăn ngày 8 vắt cơm nhỏ như vắt ngày 8 lần là đủ không? Những cái ăn đó không rựng mỡ ăn vậy cho tôi thiệt cô. Không phải tôi nói tôi thời gian đó tôi ngồi nhai. Mấy ông thầy đó đã hầu rồi hả? Thầy mấy ông ăn thì có chết là cũng chết à. Cứ cái cả mà ngộ nước đạ nữa, sáng không? Ba bình trà thì cái bọn nước sôi đổ cái dục vô cho nó có chạy, nó có mùi trà uống là mừng rồi. Còn mình nói mà thấy mấy ông thầy pha trà thấy mắc ghét. Cái thứ đó anh nó mạt, nó tàn, nó mạt, nó nghèo, cha mẹ nó không có cơm ăn áo mặc, nó bỏ nó vô chùa tu mà nó ngồi vậy, nó ngồi để kiểm trệ, nó rót ly trà, nó rót cả nửa tiếng hồ mình chưa được uống nữa. Rồi tôi nói mấy thứ đó rồi tôi dòm lại, tôi dòm trước, dòm sau, dòm lại cũng thấy mặt mày mấy người đó ra gì nữa. Tôi nói thẳng, tôi chửi thẳng vậy đó. Báo lãnh nhân dân nghèo khổ, đã lo ta tâm mình trà nó không hay kiệm ta đi làm, mình ngồi được pha tới rồi pha luôn rồi đó hay là mất ghét. Tôi nhìn kỹ là mấy cuộc đời mấy thằng thầy chùa vậy cũng chẳng thằng nào ra gì, thằng nào mà ngon ra gì đó mà tôi mới phục. Gần đây có thằng cũng vậy đó, nhỏ hơn tôi mới kêu bằng thằng. Thấy cái nó ra gì. Cơm nó cũng mềm mà không thầy? Nó cũng mềm. Hôm nay có bánh, có mấy đồng bánh cậy, mà hôm nay có mấy đồng nhỏ thôi, nhỏ thôi. Thôi ta ăn chỉ ăn. Ngày mai là thứ ba sáng làm từ sáng tới tối, ngày mốt làm từ sáng tới tối. Thứ hai đi học tiếng Anh, thứ ba giảng, thứ tư đi học tiếng Anh, thứ năm giảng duy nhất về một tuần tôi chưa lại là thứ sáu à. Hôm nay tụi mày có bánh.
Nói đi nói lại, người mà không có bệnh á thì sao không được á. Người có bệnh là có ăn cái gì cũng bệnh là đừng nói, nhưng mà nó đỡ phần nào thôi. Mấy người nông dân họ làm chết mẹ họ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ăn không kịp ăn. Nhưng mấy ông thợ mà làm ở đây không nói nước sôi, đi làm thì nghỉ có 15 tới 20 phút ăn cơm thôi, nhai không kịp mà nuốt, ở đó mà ngồi mà nhơi. Vậy là mấy thằng nhơi đó, mấy thầy chùa đó không, nó nhơi cơm đó, nó sống thọ để nó ăn bát ăn của bát tánh. Còn mấy thằng làm chết mẹ đây rồi, làm rồi ăn nổi không nhơi được rồi, đau bao tử rồi chết sớm rồi, cho ai làm có tiền mua mấy thầy chùa. Chửi là tôi chửi láng hết, tôi không tự ai, tôi giờ tôi đâu có sợ ai đâu, từ tôi ghét ông là mà bài ra mà ngồi mà nhơ. Tại đất xanh đang trong bò, đang cỏ, đang toàn là những cành cây nhơi nữa, nó vô đó là nó thoạt cái bụng nó ăn dôi ăn mía, nó cũng mập ù ù, nó cũng chạy, nó sợ thùi thùi rồi thùi chứ nó đâu có con dôi nào ốm đâu. Có cái trừ là cái người mà nó lỡ bao tử nó bệnh rồi đó thì giờ ăn uống cho cẩn thận để mà coi như nó đỡ đau một chút. Do cái phước con người, tôi biết ông Trí Quảng á, hồi đó tôi theo hầu hòa thượng tôi biết á, cô đố ai mà ăn cơm kịp với hòa thượng á, ăn nhanh vô cùng nhanh. Mình mới vừa bên cái tôi, chú biết bên tôi canh là tên này thằng sắp ăn rồi đó. Nhưng mà nói mấy người ăn nhanh nghèo ghê, ông hỏi cô Trí Quảng có nghèo không? Cô phước ông gì đó thấy không? Ông cắt công trình vĩ đại vậy đó mà nghèo đâu. Rồi ông ăn vậy đó thì nó đau bao tử có đau đâu, cũng sống đây sống 86 tuổi rồi có thấy bệnh tật gì đâu. Muốn ăn mặn hồi xưa chưa tổ mình ăn toàn là muối quẹt, ăn toàn là coi như là họ ăn tương, mà hồi đó đâu phải tương như mình, tương mà tương là lu mà phải muối vô trọng mà để ăn năm này tháng kia đó, ăn chao chao mặn đắng vậy đó. Mà có ông cụ nào mà nó lên máu đâu, cụ nào cũng sống nhăn răng không. Nhưng mà đều có cái chắc hồi thời đó nó không có học á, dạ không có đo, quá chắc chứ không có đo đạt như bây giờ. Nhưng mà tới giờ mấy ông cụ mắt ông cụ đi hết sức tự tại là tốt rồi. Nhờ cao máu thì cái mà cái đi là khỏe. Rồi mấy ngày ăn cơm mới lại ngon á.
chào khóm chứ là gì quên ta quên rồi cô à. Dạ có khóm ở nước xã khóm nước xã đứa làm bà rô. Nhưng có đậu phộng nữa. Hãy đọc trong kinh á, Đức Phật nói các tỳ kheo ăn không có được hạ khẩu thịt, không có được khum đúng mà ăn, không được ngửa lên mà ăn. Tôi tự là ăn không được khum, tôi nói không được khum, không được ngửa là không được ăn vậy. Mà không phải, mới hiểu đó, tôi về đi học mới hiểu. Là không được ngửa khẩu thịt là không được ngửa mặt lên trời mà ăn, có nghĩa là không được đón sao đón hạn, làm cái nghề bối quẻ bối sao bối hạn mà ăn. Không được hạ khẩu thịt là không được coi địa nguyệt, coi ngày giờ tốt xấu, coi phong thủy mà ăn đó. Trời ơi, hồi không đi học nó tràn ai không biết gì. Nghe nói về tới được ăn á, hạ xuống mà cúi đầu chúng ăn thì cũng sợ phào phạm. Mà ngửa mặt không ra ngửa ra vậy ăn. Hạ xuống ngửa xuống, cuối cùng cứ ăn mỗi ăn vậy nè. Ăn ra, ăn tới sau này tôi mắc cười. Tới được học hiểu rồi đó. Bởi thế nên Phật học, Phật dạy là phải học. Nó mà cấm tỳ kheo không được ngưỡng khẩu thịt, không được hạ khẩu thịt là vậy đó. Người cuối lắm mà ăn. Cali nó ra cái lệnh cà chớn không? Bây giờ mà ai mà giật đồ mà dưới ngàn không có tù. Cali á, bây giờ nó mới giật quá là giật đó. Có những cái luật tử ba nó ra những cái bộ luật gì mà kỳ cục vậy đó. Giật dưới 1.000 không ra tù, không bị bắt. Thành ra là bạn đang nên đi. Mấy ăn cơm lại ngon là tích. Ăn lại lứt cơ mà lứt. Thật dạy thì kheo á không có được ngửa khẩu thịt, không được hạ khẩu thịt. Tính giải thích cho tôi nghe coi. Người thì kheo ăn không có được cúi đầu, không có được cúi đầu, không được ngửa đầu là sao? Cô lấy cái cây cho tôi nghe coi. Cô lấy cái cây tôi mà tôi đập một lần mới nhớ. Phật dạy tỳ kheo ăn không có được ngửa khẩu thịt, có nghĩa là mình đừng có gì cái miếng ăn mà mình làm những cái nghề mà đón mưa, đón gió, đón tinh tú đó. Cúng sao cũng hạn rồi đó, đừng ăn cũng như là Phật tỳ kheo không cần ăn, không được ăn vậy. Hạ khẩu thật là đi coi địa nguyệt, đi coi phong thủy, đi coi dưới đất, coi, hiểu không? Thật dạy rõ ràng cái câu đó chứ không phải tổ dạy à. Tôi thấy không nghiên cứu là thành ra. Hồi đó tôi cũng như là mấy ông tôi tưởng đâu là ăn không được ngửa khẩu thật là ăn không được ngửa mặt lên trời. Ăn không được, hả? Đó bởi vì nó phải thật, tại sao không thực, không có cơ hội thực tập rồi vậy đó.
Đây tôi tiếc cho mấy huynh đệ mà giờ tôi đâu dám nói được. Tiếc ổn hết. Tiếc là không có cơ hội để mà thực tập với thằng Lát vui đầu trong cái cuộc sống riêng rồi. Giữ giáo pháp cho Phật. Không ai gìn giữ hết á. Đi giáo. Đi giáo cũng có luật, cũng có khẩu nào đó mà cũng có kinh, kinh trợ kinh cũng có, trường hàng cũng có. Pháp Hoa cũng có vậy. Thừa đó chứ không tiện gì. Cho nên á, mấy ông tỳ kheo mình đi coi thông thủy là đỡ thừa mình đi làm. Nó chơi vậy với bà đó. Đúng, Phật cấm đi làm. Tại vì hồi đó là đi khai ăn nhiêu đó, nhiêu. Cái nào cũng sai hết á. Nhưng bây giờ cái thời buổi đó văn minh đó là cần đi làm hơn. Rồi bây giờ không phải là mình bào chữa. Rồi vấn đề mà coi phong thủy, đón sao, đón hạn rồi đó là cái đó nó thuộc ngoại kiến rồi. Nó thuộc là gọi là ngoại giáo rồi, nó tà giáo ngoại đạo rồi. Nghĩa là đi làm bây giờ Mỹ nào giờ ai không đi làm? Tất cả nếu nó qua Mỹ này đi làm là sai, đừng ai qua Mỹ á. Bởi vì mấy thầy qua đây không có cái chuyện gì không tiền hết. Ở Việt Nam mấy thầy còn có thể chui vô rừng mà ở được. Ở Mỹ thì đâu cho chui vô rừng. Rừng vậy chứ nó có máy bay, nó bay nó kiểm tra hết trơn à. Tại nó đâu có muốn cho con, nó bảo vệ quyền con người mà. Nhưng tôi thấy Việt Nam bên đây cũng có mấy thầy cũng bán hàng online. Mấy chư cô cũng bán hàng online cũng mấy thầy qua đó. Có chuyện đó thì không sao. Cái thương trầm rồi đó này, cái nghe rồi đó. Quá trời. Cái đó gì sự sống thì cái chuyện á, mà chữ phương tiện á, nó là cái tùy phương mà tùy tiện. Phương là mình tùy cái hoàn cảnh, cái quốc độ đó. Nó giữa Mỹ này nè, và cái quốc độ Mỹ nó không cho phép, nó không cho phép ai phải gọi là vô gia cư hết. Trừ là cái người mà cái nghiệp nó quá đọa đài nó mới vô gia cư thôi. Nhưng mà nó đâu cho vô rừng ở. Vô gia cư chứ phải lang thang ở tại cái khu đô thị này để có sống. Chứ còn không có vụ mà vô gia cư đi vô rừng, cái trò ở Mỹ đó nó có chó. Những cái tiểu bang của Mỹ á, mà nó không có người ở là những cái tiểu bang nó để nó thử những cái khí hạt nhân hay là bom nguyên tử cái này kia nọ. Nó để nó phòng hờ vậy. Còn vô gia cư những người nghiệp nặng quá, họ lang thang đầu đường, góc phố, chợ họ sống đi vô gia cư, họ đâu có sống trong rừng được. Ở Mỹ này là hoàn toàn nó không có những cái bộ tộc như ở các nước khác là chui nhủi rút ở trong rừng. Thành ra Mỹ này đừng nói câu cho nên gọi là phương, tại bắt buộc nó phải cái hoàn cảnh đất nước này, quốc gia này, nhân loại này, xã hội này nó như vậy là mình phải như vậy, gọi là phương tiện. Mà mình cứ làm việc cho nó khéo léo, ví dụ đây á, đòi hỏi con người là phải cống hiến. Cống hiến thì mình phải cống hiến thôi, bất cứ cống hiến gì, miễn làm sao mình đóng thuế chính phủ đúng luật đàng hoàng là cống hiến. Dù là cái người đó có thể đi làm bất cứ gì, nói xin lỗi chứ nếu như người bên đây người ta đi làm trong sòng bài, đâu phải khinh khi, thậm chí bên đây ta làm đĩ cũng là cống hiến á. Bởi vì làm đĩ bên đây nó có giấy phép đàng hoàng à. Ví dụ em biết là bên trên đây mà mấy người làm gái đó, nó có cái nơi người ta, nó có giấy phép người ta. Một người đi làm gái tôi hỏi rõ ràng, người ta nói mà cho tôi đừng. Thế thôi là nói tôi mà tôi có bộ tôi đi chơi đĩ rồi sao tôi biết đấy không? Tôi hỏi mà, tôi hỏi đàng hoàng mà, người ta nói là người ta phải giải thích tôi nghe rất rõ ràng. Ở đây cũng có luôn chứ không có lắp gái. Ở chỗ nào cũng có động đĩ hết á. Nhưng mà thí dụ những cô gái muốn gì muốn đâu. Thậm chí đĩ đực. Làm cái gì kia bằng con ngữ đi làm á, chuyện thường rồi. Đó mới gọi là phương tiện. Nó có giấy phép hành nghề nè, nó làm ở đóng thuế đàng hoàng nè, làm đĩ cũng đóng thuế nữa chứ không phải mà. Rồi nó có coi như là được bảo hộ, được
Ấy, đâu có mà đâu giáo giáo bên đây gặp một người đi làm gái dám dám kêu mày 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 là đầu con đỉ không, giáo sĩ ở mặt nó nói vậy coi nó quýnh má nhìn không ra rồi nó kêu cảnh sát thề cầm đầu chứ đừng có tưởng. Ở Việt Nam á, thí dụ biết người nào làm vậy á, mình chửi bới khinh khi người ta. Bên đây đâu có tao làm có giấy phép hành nghề đàng hoàng mà không bệnh hoạn đàng hoàng nha. Kiểu có một ông thầy, sao tôi giấu tên, nói cho tôi là từ ổng đi với một ông thầy nữa, từ ở ở đâu và cái miền Chicago nè, mà đi về cái miền Đông Bắc Hoa Kỳ là đi về miền New York á. Hai ông thầy đi mặc áo thun đàng hoàng và áo đi lên xe lái xe đi. Ông thầy kia ông rủ giờ tối nay mình vô động mình chơi gái. Nói thiệt à, ông kia ông chịu, ông này vô bình thường. Người vô rồi, ông kia nói rồi sida, tao nói không, cái này không có sida. Đây là có gì đó, nó khá một hiệu đàng hoàng. Thôi tôi xin giấu tên, nó thầy chùa đó. Nó lại vậy này, nó đủ tiện tôi khui hết, nó không dám, mấy ông đó là nói nó được. Ông mấy ông đó mà lú đầu ra tôi khui tên liền đó. Cái ăn sáng như cái gì thì cô làm nè. Ở Mỹ này là cái chỗ mà tự do ai tu được là nhờ, thấy không, không ai cấm cản ai hết á, mà nếu người nào tu được là may mắn là thiên đường rồi đó. Hôm kia tôi ghé tôi mua bánh mì cho mấy ông thợ á, mà tôi sợ người ta nó như là người ta có hiểu lầm tôi cũng không khe nữa. Nhưng mà sợ hiểu lầm một cái đạo mình đó, cô biết không, quý vị biết không, tôi phải nói thiệt với họ nè, cô à, tại vì tôi có mấy anh thợ làm giùm tôi đóng miếng vách buổi chiều mà người ta làm nặng, người ta không ăn chay được, người ta đậu chúa nữa. Tôi thông cảm là tôi cần bao bánh mì mặn, mà đây là tôi nói thành thật, nếu tôi ăn là tôi nói tôi ăn nghe. Còn đằng này tôi nói thành thật là tôi mua cho thợ chứ tôi không có ngại gì hết, nếu mà tôi ăn thì tôi nói tôi ăn à. Cậu nói không sao rồi tôi nói để gì không khéo á, cô nói à mấy ông thầy chùa, cô gom hết mấy ông thầy chùa thì nó cũng tội cho mấy ông. Nên tôi ghé tôi mua, tôi nói sao mì mặn 5 đồng ổ à, nó rẻ hơn mì chay mình đó. Rồi 5 đồng ổ đặc biệt đó nha, mì chay bây giờ lên 6 đồng ổ rồi nha. Coi nó mặn, nó mì mặn nó mắc hơn mì chay nữa. Nhưng mà tôi chỉ sợ gì, sợ người ta đánh giá cả một cái đạo thôi, chứ còn nó thật sự ra đó bản thân tôi không sợ hết. Nếu tôi ăn còn khỏe nữa, nếu mà tôi bây giờ bay đây mấy thầy trò mà chấp nhận mà ăn mặn còn khỏe nữa, khỏi nấu như cho nó cực. Ngay xứ trung tâm là cô ra cô mua miếng thịt heo quay về cái mấy thầy trò cuốn bánh tráng ăn. Không, tôi thí dụ vậy đó, mình đâu có sợ gì. Nhưng mà là mình khi mình vậy mình chỉ sợ cho cái đạo của mình ăn tiếng thôi. Tôi phải hạ mình, tôi nói chuyện rõ ràng vậy đó. Chứ giờ biết mà bây giờ mua mì chay mấy ông này ăn cũng không nổi. Mấy ông này thật sự ông nói thẳng là thầy có làm á, kẹt lắm, thầy cho con có mì chứ thầy cho con dạy trứng hộp gà chiên bỏ vô chứ thầy đừng cho con chay không nổi à. Ông nói thật vậy mà. Dạ ăn cơm mà gọi món hai lần. Ừ. Nên mấy cái sừng đó tôi đeo cho mấy bà xé giùm, ăn cái hết rồi đi bầu hết, hết rồi cho nó gọn cái hộp luôn ấy. Tính được qua tính không gói rồi, cái sao suy nghĩ thôi đi về tôi gói, tối rồi tôi gói nhỏ nhỏ thôi để dành cho trong nhà, đủ khách nào tới tặng đồ nhỏ nhỏ, tặng cho cô mấy nào cô xuống tới nơi rồi đó. Mỹ này mà nó không đi làm á, không đi làm tiện đâu. Nó đủ thứ tiền, nó quay mà nó quay tôi chóng mặt á. Tôi nè, cái đầu tháng này ha, tiền bảo hiểm, tiền điện thoại bàn,
không có được thao bà thì internet là nó tiền điện thoại cái di động, tiền điện, tiền nước, cái tiền gì mà nó là tiền nhà, 6-7 thứ tiền, ý là không có xe đó nha, chứ nếu có xe là 3 thứ tiền nữa, bảo hiểm xe, bảo hiểm người, tiền xăng, tiền trả các cái khoe rực, tiền đi chợ, trời đất ơi, nó tiền nó quay chóng mặt luôn, đừng nói hổng tiền, thật sự hổng tiền sao sống. Nó quay mà nó quay ngờ ngờ, nó quay mà không khéo là đó, như nó tháng này thầy bị nữa, tính không trả tiền nữa, tôi mới kiện ngày hôm qua nữa, được mấy giờ nó không mới trả nữa kìa. Ví dụ đi làm á, sao nó bị hoài vậy, tôi không biết nữa, 800-900 bạc giờ mới trả, là giờ tôi chưa đi lấy cái chép được nữa. Tôi nói ủa, tới 11, 10, 12 tay, 11 tay thì không có, 8 tay là không có, tôi điện rồi. Điện rồi tới 12 tay không có, tôi điện lần nữa đấy. Hôm qua tôi nói thôi, tôi xin qua đổi với công ty khác, tôi hâm vậy đó. Lật đặt ra cái chép cho tôi, chứ là ra chép tôi đâu ra tôi lấy được. Rồi nói thôi để thứ hai thứ ba gì con rảnh, chủ nhật con rảnh đem vô thầy chụp cái chép tôi coi rồi. Rồi nó cứ làm mà tiền không có vậy đó. Đừng nói không ăn gian là không có hai lần này, chứ không phải một lần đâu. Mà mấy lần trước mình không hai nữa. Nó nói tại sao tôi hụt tiền, hụt cái một khác thôi, nó 3-4 cái nó dồn theo vậy đó. Nó thành ra bây giờ chờ tới 16-17 tay nó mới 2-3 thứ nó mới phải chi trả đùm lum á. Chơi vậy đó là nó không tính tiền mình. Rồi còn mấy ông cố này thì làm mà toàn lấy tiền trước không à. Lấy tiền trước mà trong khi làm ở chính phủ á, nó trả, nó gói đầu lại một tháng. Mà mình cứ mình chơi tiền trước không đã chưa nói rồi mà mượn tiền trước nữa. Trời đất ơi, thôi bó tay chấm cơm. Ông cố nội nó nửa đêm ra ngoài xe bắt hát rồi á. Tôi đi về, tôi mở cửa sổ lầu, tôi nghe hát vang dội, tôi quát cho một trận. Năm hai sáng nay cảnh sát bên nó cộng đầu. Ở nhà bên đó là con nít. Ông hát karaoke hả? Ông hát karaoke, hát nhẹ. Tôi nói sao tôi gặp toàn cái thứ tướng mà tôi nói là tôi mắc cười à. Nó tướng vậy đó, tôi hiểu được cái nói. Mà mình nói ra thì buồn giận. Cứ chửi vậy đó, cái bông nửa đêm già bộ. Tôi tới tổng hồi xưa đó. Không còn cỡ luôn. Tôi tới bộ nửa đêm già xuống thang lắm sao mà. Cũng được đi quậy à. Bó tàn. Giờ vậy chứ có chuyện cười. Cười mà cười ra nước mắt. Cái này là phải có cái đồ để đồ kẹp á. Chứ lơ mơ là gãy răng. 8 tay tháng 11 đi khám bệnh đi. Xin nghĩ thương ngay cái đường ông sao. Tôi nghĩ ông mà ỉ lại lơ mơ đường á. Thứ tư thì bác sĩ đâu làm việc cái thứ tư thứ sáu hả? Đi chứ tới ngày tôi phải đi lại, thời tôi quan trọng à. Không lấy hẹn, nhưng mà tại vì đi một người trong một cái gia đình đi luôn được. Thế là cho ông đồ chai cũng phải lắm. Nếu bữa đi đem đồ chai cho ông. Trời ơi nó cứng. Bởi vậy mà nó thương nhau, trái ấu cũng tròn nè. Ghét nhau trái bùa hòm cũng méo gì mà sao nó tròn. Ông nội tôi chứ tròn. Chảy ra nó thầy. Cũng còn mấy cái đâu. Thôi kệ mộ đi.